Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với Cơ Quê TV. Hôm nay là ngày đầu tiên đi quay sau cái đợt anh em mình đi Lào về đây các bạn ơi. Chào các mọi người nhá. Hôm nay ngày mưa gió thì cũng lâu rồi là cũng không về nhà mình chơi. Hôm nay mình có mời anh em về nhà chơi đây. Các bạn thì có thể thấy vườn đào của nhà Sơn đây. Này mẹ Sơn đang dọn. Đây là vườn đào nhà mình các bạn nhá. Đây vườn đào bán Tết nhà mình đây. Bạc tỷ các bạn, xin chào bạn nhá. Bạc tỷ thì không đến đâu, phục vụ cho người dân Tuyên Quang chơi Tết đâu các bạn. Thì không giống như ở dưới Hà Nội. Ở Hà Nội thì mọi người sẽ chơi cái gọi là bích đào nhiều hơn, cái đào hoa đỏ đấy. Ở trên thành phố Tuyên Quang mình thì mọi người sẽ chơi cái cây đào đó là đào phai các bạn ạ. Mình thì cũng không biết rõ lắm. Bao nhiêu năm rồi các bạn? Không, còn nhiều. Đây. Rất là nhiều gốc to. Đây. Ở đây chuộng chơi những cái gốc như thế này. Muốn chơi thì cứ liên hệ với anh em Cơm Quê để đặt hàng nhá. Gốc thì khá là bự, từ 5 đến 60. Khu vực Tuyên Quang. Bác nào ở trong khu vực thành phố Tuyên Quang hoặc là chắc là từ huyện kiểu Sơn Dương hay Yên Sơn thì cũng được, mình sẽ thuê xe ô tô đến để gửi trở lên cho các bạn chơi Tết. Gặp về tận nhà tận vườn luôn các bạn ạ. Ok. Và hôm nay anh em lâu lâu xuống chơi thì mình có xin mẫu hậu được một món để vào mẫu hậu bắt cho nhà mình thì nuôi cả ở trong này nuôi cả gà đây. Xin giới thiệu các bạn, đây là mẹ mình đang dọn dẹp lại cho nó sạch. Con đi dép vào được không? Con gấu kìa, chân nó lộn khắp nơi kìa. Đây là người đây là chủ vườn đào đấy, chủ nhà với cả là gọi là kỹ cái gì à? Thiết kế những gọi là những cái gốc đào nhà mình đây. Có kinh nghiệm nhất ở nhà ấy, tôi thật là mình chưa biết. Mình cũng đang ở nhà. Ok. Đâu thế mẹ? 60 năm kinh nghiệm về đào các bạn ạ. À. Các bạn cứ liên hệ để gặp mình nhá. Ok thì mẹ đâu, con đấy đâu, mẹ bắt mọi con à? Đây đây anh em vào đây. Nay mẹ mình để cho mình con gà trống chuồng. Bao nhiêu năm rồi thì đợi thì đã. Bắt sao mới biết được. Con bắt thôi, con nào to nhất phải bắt ạ. Đúng rồi, con nào. Đây là mình vào chuồng đấy, đây chuồng nhà. Ui. Gà nhà mình nuôi là toàn đây, cám ngô các bạn nhé. Gà để con ăn. Con này to đây. Nhất này. Xin giới thiệu các bạn, chính nó đấy. Con gà trống chuồng này nó rơi vào khoảng gần 4 cân các bạn nhé. Con này lai đông tảo các bạn ạ. Con này. Nhưng mà ép thì chắc là phải ép 1000 rồi. Mà to. Bây giờ bắt con này ạ. Bắt đi em, liệu bắt được không? Chắc là cẩn thận nhé, cựa nó khủng khiếp lắm đấy. Con nó vào con gà khác nó còn đánh mình, bật dậy. Nó đánh cả người kìa. Gà nhà mình đây. Gà là thường thường là nuôi để nhà mình ăn thôi, thả lã. Đấy chứ không bán các bạn nhé. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm chuyên biệt cho người viêm gan virus và xơ gan. Giải độc gan Tuệ Linh đã được thử nghiệm lâm sàng tại Viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả làm giảm nồng độ virus viêm gan B trong máu và có thể âm tính virus. Người đang có virus viêm gan trong máu, để phòng ngừa virus bùng phát gây xơ gan, ung thư gan, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Người thường xuyên uống rượu bia, để phòng ngừa xơ gan do bia rượu, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm bảo vệ gan số 1 Việt Nam. 4 cân. 4 cân 2 các bạn. 4 cân 2 các bạn, con gà 4 cân 2. Quả trời, quả cựa khủng khiếp luôn. Được đấy. 3 năm. Con này còn hơn con đông tảo nọ anh em mình ăn. Còn nhiều, cái con kia nó còn non lắm, con này thì 3 năm. Con này chân to hơn con chân kia ấy. To hơn. Con này đấy. Chắc là thịt nó cũng phải thuộc dạng. Thôi con xin nha. Đấy. Cháu ai chơi mày bẩn nhá cháu. Ok. Đó, hôm nay thì mẹ mình để lại cho anh em mình con này thì anh em mình sẽ chế món các bạn nhá. Anh em đang mài dao. Lên dao. Con này chắc phải hầm lâu đây các bạn ạ. Nếu mà làm cái gì ấy chắc thì chắc phải nấu phải lâu lắm thì chắc mới được ăn lại dai. Xào lăn. Xào lăn á, xào lăn ăn nhiều rồi. Hôm nay anh em mình sẽ phải làm món khác các bạn ạ. Mình ăn xào lăn quá là nhiều rồi. Hôm nay sẽ làm món nó khác đi một chút để ăn nó thay đổi khẩu vị. Anh em mình cũng hãm tiết để cho nó không bị khô tiết các bạn nhá. Mình sẽ làm kiểu thạch thạch đúng không? Đúng rồi, ăn cho nó mềm các bạn ạ.
Nhìn thấy tiết có vẻ nhiều ấy, ngon các bạn ạ. Nhưng mà ăn làm tiết canh cũng nhiều rồi. Thôi hôm nay không làm tiết canh nữa. Lâu ăn. Giờ sẽ nấu một kiểu khác các bạn nhá. Các bạn cứ chờ đón xem và xem theo dõi kỹ video của anh em mình nhá. Hôm nay đúng hơn mạnh rừng thật. Rất là khỏe. Hôm nay chủ nhật mà vừa mới gọi thêm mấy anh em vào đây chơi cùng mà không ai rảnh các bạn. Chủ nhật vẫn đi làm. Công nhận những con người xứng đáng có 10 người yêu. Nhưng mà đa phần mình gọi những anh em ấy đều cũng chưa lấy vợ được. Ở trong lán nhà mình thì mọi thứ này nó cũng không không có đầy đủ các bạn. Anh em vào đây thì gọi là có tí không gian xanh. Phải là lâu lâu này, lâu lâu xuống chơi thăm nhà cửa tí coi ạ. Ở nhà thì ấy, ở nhà thì hơi chật, ngoài ấy không có chỗ nấu nướng gì nó thoáng lắm, nên là vào trong vườn nó vẫn thích hơn. Bây giờ mình đi lượn cho các bạn xem tí xung quanh đây phát. Ở chỗ mình sống gọi ở Nông Tiến các bạn, thành phố Tuyên Quang. Nhà nào ở đây cũng trồng đào. Khu mình gọi là khu làng đào các bạn. Chắc có cái nhà này được, nhà này cũng trồng các bạn, nhưng mà trồng ít hơn. Ở đây đa phần nhà nào cũng có vườn đào, dọc từ đây tít về đằng kia, vòng bao quanh đây nữa. Đó. Cả về đằng này, đây hướng đường này của nhà, chỗ vườn nhà mình là đi ra cầu Tình Húc Tuyên Quang các bạn nhé. Bạn nào ở Tuyên Quang kiểu gì cũng sẽ biết thôi, cầu Tình Húc. Đó. Trồng rất là nhiều đào, lang đào. Đấy, bác nào mà ở thành phố Tuyên Quang có nhu cầu Tết chơi đào ấy, để biếu cái thứ thì cứ liên hệ đến mình nhá, đến anh em cùng quê nhá. Còn ở tỉnh xa thì đúng là không gửi được rồi. Anh em nào có mua cựa, lấy cựa về làm vòng cổ không? Không, rất là dài. Con này nó già, cứng. Làm lông mãi cũng xong rồi. Chân nó cũng con này thuộc lai rồi, chân nó lâu như thế nó cũng chỉ to được tầm này. Con gà xịn ấy, con gà con đã gần bằng này rồi ấy. Ừ. Con gà giống ấy. Con gà đấy là mấy trăm, à trăm, hơn trăm con hay sao ấy, mình không rõ lắm. Bác nào mà buôn bán gà Đông Tảo thì mình đầu tư anh em cơm quê một vài chục con để nuôi nhá các bạn nhé. Để lại bình luận cho anh em mình được biết nhá. Lên chơi ăn dần. Anh em mình sẽ chặt gà ra để tẩm ướp để mang đi nấu nhá các bạn nhá. Hôm nay anh em mình sẽ nấu thịt gà nấu nấm các bạn ạ. Đây, bên này anh em có chuẩn bị rất là nhiều nấm. Nguyên liệu phụ thì tí nữa anh em mình sẽ chia sẻ sau, và tẩm ướp xong rồi anh em mình sẽ mang đi nấu. Cái này phải ninh thật lâu ấy các bạn ạ. Đây gọi là gà hầm nấm chứ anh nhỉ. Đấy. Đùi con gà này to đúng gần bằng cái thớt các bạn ơi. Đây các bạn. Bằng bàn tay mình luôn. Cái đùi này thì chả ít. Nhưng mà đấy, để cả cái này chắc là anh em không ăn được hết đâu. Nó lại phải chặt ra để hầm cho nó nhừ nhanh các bạn nha. Đấy, gà già dai. Ngang thịt trâu luôn đấy. Nguyên cái miếng này thôi đã đủ tầm rồi. Để ấy rồi, phê bia rồi đấy. Ui, tỏi này. Tỏi này. Ui, cầm cả cái. Cứ phải là thế chứ ui. Nó phải to hơn cái tỏi chó các bạn ạ. Đây, to đây. Hơn cái cả cổ tay của anh Niên ấy. Đây này, sạch luôn. Nhưng mà thịt nó trông nó chắc lắm. Dài 3 năm rồi thì phải khác chứ. Các bạn cứ phải ninh thật lâu các bạn mới nhai được các bạn nhá. Úi. Gà nấu nấm hôm nay thì đây có rất là nhiều nấm này. Rồi, gừng này. Mình dùng gừng này, hành tây, xả các bạn nhé. Đấy, sa tế. Bây giờ anh em mình sẽ thái băm nhỏ cái liệu phụ để tẩm ướp vào cái phần thịt gà và sẽ mang đi đun nhá. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nguyên liệu phụ vào để tẩm ướp nha các bạn nhé. Đấy, mình sẽ cho một nửa, còn một nửa này thì nữa anh em mình sẽ phi thơm và đun kiểu mới dùng các bạn. Mà em quan ngại quá. Một con này hết cả đầy cái mâm đấy. Ba anh em mình làm nào nhỉ? Dầu hào các bạn ơi. Ngồi đến đêm. Mẹ. Thoải mái các bạn. Thì em kiểu gì cũng có anh em mới đến góp vui mà. Phải yên tâm. Chút muối. Nó dổi ra. Mì chính nha. Hạt tiêu.
đường, thêm nước mắm nha các bạn nhé. Mở cho anh lọ sa tế này. Cho sa tế một lọ các bạn, bởi vì là số lượng thịt nó cũng nhiều, với lại mình cho vào nước dùng nó cũng đảo đều lên các bạn nhé. Đảo đều lên xong anh em mình sẽ bắt đầu đi chuẩn bị đi đun nước nấu. Đi nước, đi rượu, lại quay lại qua đoạn một lại đi thịt các bạn ạ. Là món gà nấu nấm này là sẽ rất là ngon đấy các bạn ơi. Mình nghĩ là vị ngọt của gà xong là của nấm đó, nó sẽ kết hợp thành một cái món này quý cực kỳ là ngon. Thì mình đi đâu cái đánh vào bát là đông ngon. Rồi anh em mình bắt tay vào nấu nhá. Đây mình sẽ dùng mỡ gà để phi cái nguyên liệu phụ cho thơm luôn các bạn ạ. Cái mỡ gà này rất là tiện này, với lại nó thơm một kiểu riêng. Nhưng mà sau khi đi Lào về thì mình ngẫm lại các bạn ạ. Thì ẩm thực Việt Nam vẫn là một cái gì đấy đẳng cấp. Nó vẫn lạ hơn. Nói chung là cũng như, nói chung là ẩm thực ở bên Việt này thấy là cảm thấy là nó phong phú hơn, đa dạng phong phú, và nấu mình thấy là nó đầy đặn. Cho hành khô với lại xả vào phi nha các bạn nhá. Theo mình sẽ cho cái phần thịt gà này vào để đảo các bạn. Trước anh em mình sẽ dùng cái phần xương cổ cánh này để đảo trước, còn cái phần thịt thì nữa anh em mình có thể thả vào sau. Hôm nay nghĩ là phải lùi là phải ba mẻ đấy. Em thích làm cái nước dùng này đi, chứ anh em mình vừa ăn đâu mình thả lên đấy cũng được. Ok, cho một đầy luôn. Đấy, đảo cho nó săn thịt vào nhá. Đấy, có tim. Tim, ui, như tim ngỗng luôn. Đây cổ tướng cà kìa, cà con này là con hết đát rồi các bạn nhá. Con này dùng nhiều quá nên là hơi teo rồi dùng các bạn. Như phá đây, bảo sao mẹ mình bảo thay con gà trống này đi để có cho con mới nó lên. Nói chung là cũng như mình thế thôi, ít thôi không thận hư với lại teo đi đúng không ạ. cái gì đó cũng gọi là vừa đủ rồi chứ đừng không nên quá sức các bạn. Em nó đang khỏe cũng phải xem xét đấy. Khỏe lúc này thôi nhưng mà giữ gìn nhá. Phải giữ gìn. Làm nếu mà muốn giữ gìn ấy thì làm luôn lùi gà nấu nấm này này. Đấy, cho tăng sức khỏe. Hoặc là đang có bạn lại kiểu vợ đang xem thì các chị cũng phải nhớ lấy thì phải thông cảm gìn, thông cảm cho các anh. Giữ gìn cho các anh còn phục vụ lâu dài. Đấy. Không thể làm trước mắt được. Rồi cho nước các bạn nhá. Anh mình cho nước thì anh em mình sẽ thả thêm cái phần tây. Tây vào trước cho nó ra nước cho nó ngọt. Tây với lại cái này thì mình nghĩ chắc đi thả sau. Nếu mà gà non thì các bạn có thể thả cùng các bạn nhá. Cái này ninh đã. Cà rốt với nấm thì anh em mình sẽ thả sau. Vì cái thì phải ninh cái phần thịt gà này cho nó nhừ thì đã. Không chứ không mang chân đi đạp là không được đâu. Dài lắm. Thế này đam mê hiểu bố mình đây. Mua mấy cái loa kiểu Nhật cũ ấy, sử dụng đĩa DVD các thứ, mang về đây để chuột cắn hết chơi luôn. Chuột cắn dây. Không, chắc là chơi được. Mở ra dùng đĩa. Mở mà như này à? Ấn nút mở ra. Rồi bắt đầu anh em mình sẽ thả cà rốt vào nha các bạn nha. Tí nữa anh em mình sẽ thả ngò gai, thêm nấm nữa là anh em mình ngồi cùng nhau ra nấm thưởng thức thôi. Không nhận là con này mình khá lâu rồi, 2 tiếng rồi các bạn ạ, nó vẫn dài. Ghi gớm thật đấy các bạn. Mà ăn thử cái nghĩa là cái da nó thì giòn các bạn ạ, còn cái thịt nó hơi dai. Dai. Nhưng mà ngon đấy. Đun thêm một tí nữa này chắc là ăn được rồi. Ôi vừa thử tí nước dùng, ôi ôi luôn các bạn ơi. Ngọt. Thôi rồi. Để bùng. Căn bản là gà cũng chất lượng các bạn ạ. Mỗi tuổi là nó già rồi. Hôm nay nhà mình sẽ là bằng lọ măng ớt này đi ăn cùng các bạn ạ. Đấy. Anh em mình có măng ớt rồi nhá. Đấy. Anh em nào dùng muốn sở hữu măng ớt thì cứ liên hệ anh em cơm quê nhá. Nó 3 lít rưỡi. Đấy, anh em nói chung là anh em cứ bán lọ như này, bán một size thôi các bạn ạ. Lọ này là mình bảo anh Nhiên với Tài mang xuống cho mình để mình ăn các bạn. Để ăn mì. Ăn mì với lại ăn cùng lẩu, lẩu nước chấm.
bún chợ. Phở thì ngon. Tuyệt vời. Nói chung là ăn kể cơm rang cho thêm tí là các bác mà muốn ăn kiểu ớt xay xay hẳn ấy thì anh em cũng có. Đúng rồi. Để ớt như thế này cũng có. Nó vẫn ngon mà vẫn chua. Thơm phức luôn các bạn. Đây có cho em mượn cái đũa. Để quả mắc mật nữa. Đang đằng sau được. Cho hai chân này để em. Thử nào giòn đét không? Đang thử luôn nha. Xin mời các bạn nha. Măng này phải làm từ măng tre các bạn nhá. Ngon rồi. Quá thơm. Ok. Đúng rồi. Nó cay cay thơm quả mắc mật đấy. Anh em mình vẫn còn lúc nào cũng có những sản phẩm như là măng chua này, măng cay này, da trâu này, các thứ muối hạt dổi thì các bạn mua thì liên hệ số điện thoại mới có màn hình nhá. Không bây giờ mình gặp ra luôn à? Gặp ra luôn thì làm nước chấm luôn. Nó sẽ kiểu giòn giòn để ăn vã. Măng trắng bóng các bạn nhé. Hơi tốn đấy. Em có thể cho thêm một chút mì chính hoặc là món mặn thì có thể thêm một chút mắm. Mắm đảo lên, đảo đều lên. Okay. Mình làm kiểu này gần như là sẽ ăn... ăn kèm được nhiều hơn, nó sẽ không cay hẳn các bạn. Quá ngon luôn. Em cho thêm mì chính nhá. Đấy, cho thêm chút mắm vào đảo đều lên là dùng được luôn. Nếu có thể thấy nó chưa chua lắm thì em có thể vắt thêm một chút chanh. Được rồi. Đảo đều lên. Thôi em nghĩ là chua rồi, em vừa ăn miếng được rồi, chua là thơm. Được. Cho thêm một ít nữa cũng được. Vẫn cho ít để nó có cái vị, cái mùi của cái chanh ấy. Chanh. Không, mình cho thêm nước mắm thì mình cho thêm lấy được. Ngon luôn, giòn, rất là giòn nhá. Ui giòn hẻ ơi. Tét một miếng luôn là nhưng mà ăn này thì cũng hơi tốn đấy. Chưa được ăn nhưng mà mình vẫn hết. Các kiểu. Mọi người nhá. Giòn đét, thơm luôn. Cái này ăn lấy mì tôm buổi sáng sớm thì chuẩn luôn các bạn. Mình đi ăn quán được hôm mà mình, nói chung là mình đi sang bên kia là ăn. Đi ăn quán là gần như là không giòn các bạn. Không giòn bên này là không thể thơm được như này. Đấy. Nó là ngon rồi. Vừa chấm luôn đúng không? Ừ. Ok, bây giờ cho nấm đi. Em mình luôn được một lúc rồi. Nấm với lại cái phần thơm vào nhá. Hai loại nấm thả vào thì nó chín là anh em mình ăn dần. Cứ ăn đâu anh em mình thả ăn đấy, nó ngọt dần quá. Đây là nấm hải sản, cái nấm đùi gà kia mình thả trước cũng được mày. Đấy. Nấm đùi gà này thì nó sẽ nói chung là nó không bị nhũn như kiểu cái nấm hải sản này. Nấm hải sản này mà cái phải bổ thai nhá. Không phải đâu, ăn cả cái này. Đã thịt gà còn chơi cả nấm đùi gà nữa. Có bô chứ. Các bạn thấy giống ở quán không? Chắc chắn là không rồi. Đây là mình nấu mà. Quán thì chắc không được như này đâu. Này chất lượng quá. Không nước dùng có lẽ là người ta sẽ có những bí quyết ngon, có thể ngon hơn. Nhưng mà để mà số lượng thịt các thứ thì mình tự tin là mình nhiều hơn. Nhưng mà khả năng anh em mình ăn bớt thịt trước đi xong để nấm mình ngấm dưới được các bạn ạ. Ok ok. Ok bây giờ thưởng thức đi các bạn ơi. Mọi người nha, nhưng mà bây giờ phải gắp ra trong nguội đã các bạn. Hôm nay là có rủ thêm hai em nhưng mà tông với cả Túm. Các bạn nha. Vừa mới xuống chơi mấy em vẫn chơi về nước vì các em mới sang học ấy. Thì phải học tiếng. Chuẩn bị sao? Nhưng mà các bạn này giỏi học tiếng giỏi hơn em kỵ các bạn ạ. Đây cái này. Em đang tìm gắp. Đây gọi là lẩu gà nấm ở Việt Nam cũng ui, khá là hay ăn đấy. Như này chuẩn thì giòn đấy, giòn là nhưng mà phải nguội cơ. Mình thẩm nấm trước ạ. Mình sẽ gắp ra bát. Mời mọi người nhá. Túm thì... mà Túm thì lại kiêng các bạn ạ. Túm em bảo là đang kiêng em. Túm em bị ngã cứ ăn sao thoải mái không phải ngại nhá. Em tông em chủ đi nhưng mà em lại không bảo là ăn thịt gà. Mày qua mình có chuẩn bị thịt lợn. Thịt lợn đây, thịt lợn anh em mua từ bên Lào về các bạn. Thịt lợn sấy khô mới là tai luộc. Dùng tay cho mày. Tai luộc thì nhậu. Ấy qua đây mình làm cái tỏi cánh rất là to. Ui giời nóng. Ui. Mời mọi người ạ. Ui mềm rồi đấy. Giòn rồi đấy. Giòn rồi các bạn. Sao đây? Cái chân này làm chưa sạch. Rõ ràng là em làm mà. Em chưa làm xong. À. Nhưng mà chắc là luộc thì nó sạch rồi các bạn. Chín rồi. Chưa thấy chưa, siêu giòn luôn. Thật luôn, đây là cái da ở cái phần tỏi cánh này cũng rất là giòn các bạn ơi. Tông cả miếng đi chứ Tông, cả miếng kia đi chứ, không phải mời nữa đâu, cứ ăn tự nhiên không phải mời nữa. Mời các bạn nhé. Ok, hơi dai đấy con này này, à đâu ra thì giòn rồi. Mình nhanh như là được vừa tới nhau. Ok không? Ngon lắm.
là mang về Lào nấu nhá. Mình vừa có chuyến sang Lào ấy mà Tông với cả Túm lúc về ở đấy rồi thì vui, nhưng mà mỗi tuổi là chưa. Thôi hẹn hai em dịp sau bọn anh sẽ sang Lào tiếp, anh em gặp nhau bên Lào nhờ. Các bạn ủng hộ anh em sang bên đấy nấu hết tất cả các món Việt Nam bên đấy luôn rồi. Hôm nay anh em mình linh chuẩn đấy, vừa tâm đúng không các bạn? Kẹp miếng ớt rồi ạ. Tông thì tầm tháng mấy về em? Tầm tháng quậy tháng 8 về. Cuối tháng 8 á, ôi còn lâu. Giờ còn chưa đến tháng 7. Chơi hết tầm trung thu về em ạ. Ngồi chơi hết trung thu. À, nhà Tông thì em mới bảo là em ở cạnh nhà em Y ấy. Y mà anh em vào chơi đấy cách khoảng 4 nhà rồi. Mấy hôm nữa có dịp mình lại sang đấy chơi phát. Ghi mà mình ăn mấy hôm nữa tầm trung thu lạp xong ở lại chơi đi cùng bọn anh đi ra ngoài đường. Đi quẩy rất là món món dạng bì ngâm pịa. Gia trâu ngâm pịa. À, Túm đi chơi trung thu ở Tuyên Quang chơi nhỉ? Chưa, mấy năm nay năm đầu. Năm đầu. Tông đi chơi ở chưa đúng không? Chưa. À, thế thì hôm nay ở lại chơi trung thu vui lắm. Hôm nay em gọi sẽ đầu tư một két bia vừa đi. Nhưng mà lúc trung thu là tăng rồi. Tầm tháng 10. Ừ, tháng 9. Em tháng mấy em về? À em sang. Cuối tháng 8 lại sang. Thế là kịp. Cuối tháng 8 em về Lào. Ôi. À. Thế thì trung thu mình dầm tháng 8 là đến nhằm ngày 15 mà cuối tháng. Đâu. Năm nay mình nhuận một tháng em ạ. Không biết được. Chưa rõ. Tháng 10. Tầm tháng nếu mà dương em phải cuối tháng 9 giờ 10. Nếu mà không có gì thay đổi là mình cũng sẽ được đón mấy em ở bên Lào sang đấy, sang bên này Văn Nghệ các kiểu. Xong là mình sẽ dẫn đi, nhưng mà trung thu hơi khó, rất là đông nên là khó mà dẫn đi thưởng thức cái ẩm thực Tuyên Quang được. Đi tham quan lễ hội rước đèn các bạn ạ. Gọi là ở Tuyên Quang mình có đúng cái lễ hội trung thu gọi là gần như là to nhất cả nước. Cả nước. Gần như là đẹp biết là nếu mà nó có không... ở Hà Nội mà có chơi thì là cũng chuyển thi nhá, sẽ thi đèn xong là đèn nào thắng thì về Hà Nội rước đấy. Chứ nó không phải nó gần nữa mà nó là nhất. Anh em Tuyên Quang tự hào là có trung thu lớn nhất cả nước. À. Đã được công nhận vào kỷ lục Guinness à. Với cả cái di sản đấy mình cũng quên mất rồi, để mình tìm hiểu lại rồi mình báo các bạn sau nhé. Nhưng mà tìm hiểu là những da cổ các bạn nhé, rất là giòn luôn. Các bạn mà muốn trơn thu là thắng lên đây là vừa đấy, bây giờ bắt đầu rước rồi các bạn. Bắt đầu lên sớm thì đặt được phòng sớm, không thì không có phòng đâu, không có chỗ. Đây mình gắp được miếng này nó mới gọi là chân ái của cuộc đời này các bạn ơi. Anh em cứ mải gắp những chỗ khác, mình gắp miếng này, ôi dồi ôi, giòn. Thôi để đây, dành các bạn. Ui, cái kiểu lợn đấy nhả, sợ sao đấy. Còn công nhận rồi anh nhảy. Đấy. Nghe anh Sơn con gà giá trị thật. Con gà này... đúng 2 tiếng ăn mới giòn các bạn. Bây giờ mới ngọt, như ở đun nước hầm xương. Nhưng mà xương, cái nước lẩu này cũng phở. Ôi, ôi, ôi. Đúng rồi, nấm đi ra. Lợn. Chuyển đi em. Bây giờ mưa rồi các bạn ạ, anh em mình cũng công nhận là hợp lý đấy. Lúc các bạn ạ. Hợp lý, gà ngoài kia đã đợi tiếp kìa. Thì nữa anh em mình lại phải làm đôi ba con nữa về. Mưa mà không về nhà. Được thì lại ra ngoài nhà. Ok. Đây bây giờ đang rủ Túm với cả Tông ra kia chơi, ra nhà mình chơi chút các bạn. Đấy, hôm nay cũng có chút ngày đầu tiên trở về từ bên Lào, chia sẻ với các bạn món Việt Nam. Gà nấu nấm. Anh em nào đây là mình ăn cái món này vẫn thấy hợp có sở hữu gà thì cứ làm theo anh em quê chia sẻ nhá. Ngon thì để lại cho anh em mình quê một bình luận chia sẻ. Đừng quên đấy, và đừng quên đăng ký kênh, mua hàng ủng hộ anh em mình như kiểu là măng chua đấy. Đấy, măng ớt. Măng ớt. Măng ớt với lại gia châu, mấy hạt dổi. Chấm. Hạt dổi mắc kén, nói chung là đồ khô mọi người. Mật ong đầy đủ. Ừ. Mật ong rừng thì mình không có, nhưng mà mật ong thường, mật ong nhãn vải nhà có hết là thế, nhà niên bản liên hệ Zalo Zalo và số điện thoại để được tư vấn nhé các bạn nhé. Ok, còn bây giờ thì thời lượng video dài rồi, xin phép là được chào các bạn nhá. Xin chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá.